bất ngờ lộ thông tin một số tướng đấu chân chân lý 7.5. Chỉ còn vài ngày nữa là đấu chân chân lý 7.5 sẽ chính thức cập bến máy chủ thử nghiệm. Và rất nhanh, chúng ta cũng đã có ngay vài hình ảnh bị leak từ một bản chơi thử bị nghi ngờ đến từ Trung Quốc, khiến không ít người cảm thấy tò mò. Tất nhiên, do vẫn trong phạm vi mùa 7, nên cập nhật giữa mùa của các tướng cùng tộc hệ vẫn được lấy cảm hứng từ loài rồng huyền bí và một số tộc hệ có sẵn. Theo đó, các tướng bị lộ gồm Grace, Tuyết Sực Phết, Nautilus, Nila, Nami, với sự góp mặt của một số tộc hệ mới như Thủy Long hay Anh Em. Đồng thời, một tướng 5 vàng mới cũng được hé lộ, chính là Shaco với hệ sát thủ quen thuộc và một hệ riêng biệt cực kỳ thú vị, Wildcard. Shaco sẽ kích thêm một mốc vào tộc hệ cao nhất đang kích hoạt, trừ hệ sát thủ hay các hệ độc nhất của các tướng 5 vàng. Khi có quá nhiều hệ có thể kích lên mốc cao nhất, thì Shaco sẽ chọn hệ gần nhất có thể. Một số tướng khác như Karthus, Fiddlestick, Mordekaiser, Azi cũng bị lộ. Tuy không có nhiều thông tin, nhưng các skin liên quan đến thần mộ, bóng ma không khỏi khiến kỳ thủ nghĩ ngay đến các tộc hệ xoay quanh chủ đề u ám, ma quỷ. Tất nhiên, những thông tin này chỉ mang tính tham khảo, biết cho vui là được. Trước đây cũng có khá nhiều hình ảnh bị leak ra, tuy vậy chúng phần lớn đều thiếu chính xác. Phải đợi tới khi 7.5 chính thức ra mắt trên BBE vào ngày 24 tháng 8, chúng ta mới biết chính xác được.